đơn hàng hai cuộn tem cảm ơn của bạn Kha đến từ Phú Yên. Liam cảm ơn bạn Kha ở Phú Yên đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn của bạn là 54k cả ship. Đơn hàng 3 cuộn băng keo nano của bạn khách đến từ Cần Thơ. Bạn mua hàng trên TikTok shop của shop Liam ha. Cảm ơn bạn khách ở Cần Thơ đã ủng hộ shop Liam nha. Đơn hàng 4 món của bạn Hoàng Ngân đến từ Quảng Nam. Món đầu tiên là set giấy nốt gồm 4 loại. Tiếp theo là set 8 tấm thiết cơ kèm dao rọc giấy, một cái quạt tầm tay hoặc hình. Và cuối cùng là một dao rọc giấy. Liam cảm ơn bạn Hoàng Ngân đến từ Quảng Nam đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn là 67k cả ship. Đơn hàng 2 món của bạn Minh Hằng đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Món đầu tiên là sticker 1 tấm size to chống nước. Tiếp theo là túi đựng bút trong suốt hoặc hình. Liam cảm ơn bạn Minh Hằng đến từ thành phố Hồ Chí Minh đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn là 60k cả ship. Đơn hàng 4 món của bạn Nguyễn Thơ đến từ Phú Yên. Món đầu tiên là set 4 tấm thiết cơ chữ số lấp lánh. Tiếp theo là set 20 tấm thiết cơ vuông. Set 2 tấm thiết cơ cô gái nhũ Berlin. Và cuối cùng là set 2 cuộn washi tháp mẫu mới. Liam cảm ơn bạn Nguyễn Thơ đến từ Phú Yên để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn là 72k cả ship. Đơn hàng 5 món của bạn Kim Ngân đến từ Bình Phước. Món đầu tiên là hộp 100 tấm thiết cơ nhựa. Tiếp theo là set 6 bút highlight loại cây to tròn. Set 2 tấm thiết cơ Berlin. Set 4 tấm thiết cơ em bé. Và cuối cùng là set 2 tấm thiết cơ cô gái nhũ Berlin. Liam cảm ơn bạn Kim Ngân đến từ Bình Phước để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn là 133k cả ship. Đơn hàng 5 món của bạn Dạ Thảo đến từ Quy Nhơn. Món đầu tiên là sổ mini họa tiết hoặc hình. Tiếp theo là 5 sợi dây buộc tóc đính cham. Túi bóng kính trong suốt dán miệng 50 cái. Cục tóc caro số lượng 5. Và cuối cùng là pin cài ba lô số lượng 2. Liam cảm ơn bạn Dạ Thảo đến từ Bình Định để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn là 76k kẻ ship. Đơn hàng 9 món của bạn Kiều Như đến từ Đồng Nai. Món đầu tiên là một hộp washi tape trong. Tiếp theo là set 4 tấm thiết cơ chữ nhật, sổ 24 tấm thiết cơ các sẵn, bộ 48 miếng thiết cơ chấm tròn, hộp 12 tấm thiết cơ nhựa, set 10 tấm thiết cơ chữ nhật Momo, set 20 tấm thiết cơ vuông, set 2 tấm thiết cơ Berlin. Và cuối cùng là set 2 tấm thiết cơ cô gái. Liam cảm ơn bạn Kiều Như đến từ Đồng Nai để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn là 74k kẻ ship. Đơn hàng 2 tập trình ký của bạn Thanh Tuyền đến từ Cà Mau. Liam cảm ơn bạn Thanh Tuyền đến từ Cà Mau để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn của bạn là 88k kẻ ship ạ.